bắt được chú nhí nữa bạn. Tiếc quá không quay được khoa này. 23 tháng 5 lụm cu nhí là thành công luôn. Em quá em. Để nó vật con cu từ trong đây nữa các bạn. Lồng quá trời lồng. Nó đổi tài của anh Hưng cầm hên ta. Kiếm được cu nhí luôn. Này đi test để giao cho khách này. Chụp hộ chụp lố à. Xã là tuổi gì tới giờ để hồi vô kiếm con cu nhí cho nó bắt cu nhí nó bự hơn chứ. Trời nó bắt tới con gì luôn chứ, con sẻ con gì đó. Tại nhà có con mà không chưa chưa dám cho đi bắt. Vậy? Chim mà không dám. Dứt. Thì ba nhanh mà. Có lẹ dữ má ăn ói rồi cục này không có chơi. Để ăn ói rồi. Ồ. Rớt rồi đó. Hỏi chưa? Đó rồi đó. Rớt chưa? Chưa rớt mà. Dạ. Yeah. À. Ở đây phải nè, còn vầy luôn. Lấp 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 lấp. Ừ. Chết. Dính rồi nha các bạn. Ừ, chào bạn. Đi đâu ạ? À? Ship đồ bị gặp đồng nghiệp. Các bạn dính một con này nè. Thôi, bớt làm nhà báo lại đi. Này quay cận cảnh nó banh để bay cho các bạn coi. Một con. Chết mẹ. Cũng là sát thủ đường phố. Chết chắc rồi chứ sống gì nổi. Giờ nó săn ào ào luôn nè. Giờ mà gặp giống nãy giờ là nó săn. Để đầu cho nó miếng máu. Vinamil. Uống sữa Vinamil à. Tí nữa mà cho nó ăn miếng máu cho nó sung nha các bạn. Về cho con bé. Mỗi lần săn xong rồi cho nó ăn xíu. Anh đằng mốt mày mới mổ cho nó đi. Con này hả? Ừ, con này. Để đường tiếp tục nha các bạn. Đó, bên đường kìa. Bên đường nó xuống nữa rồi các bạn. Cho bình tĩnh xíu qua lụm con đó luôn đi. Kìa, nè, hai ba con nè. Hai con trong kìa. Chết, mày chết ơi, ơi. Mày hả bưởi. Kìa trên mấy con nữa kìa. Lên bắt mấy con đó được. Dính rồi đó, nó hụt. Dính vô đỏ đó. Nè giờ chạy đường này lên luôn à, có mấy con trên rồi các bạn. Nó đang nhảy nhảy trên kìa. Lên lụm mấy con đi. Ôi sảy. Mấy chỗ này bắt con ha. Ừ.
lục lại mình hậu lao bình quá phải đi sai rồi đó. Coi trên lề này nè nè. Nè, chỉ số con này nè. Lớp. Chín. Né đâu được. Dính rồi nha các bạn. Chưa kịp bắt luôn á. Cần gì bấm nút anh Đằng. Chim người ta săn là tốc độ. Dính con nữa nha các bạn. Khoái nè, mà nhảy tưng tưng dưới đất á, khoái lắm. Anh nào mà tưng tưng anh khoái phải không? À. Cái tầm 3-4 mét thì cần gì nữa. Không bắt cũng uổng. Tí nữa mà chọc con nào con sống cho anh coi nha. Đem về cho tập con kia hả? Bết. Nãy em nói con này nó mới còn sống nè. Rồi, hồi sáng nữa mà nhiều nè. Trời, còn bãi bên kia nữa mà. 20 con rồi. Đủ 20 con luôn. Không giờ nó lông nó khô rồi nó bay nó săn dữ lắm. À, tiếp tục nha các bạn. Tối để bảnh trong nhà tắm sáng ngày ra vợ chủ quá trời luôn. Lông mà lông trắng trắng nhỏ nhỏ nó bay mịt mù luôn. Ỉa tay lè luôn hả? Tay trái kìa, tay phải chứ. Mưa rồi các bạn ơi. Rồi quá. Ui, phải luôn. Ném 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 ném. Đừng vô con. Ném xẻ cho xuống đi. Anh này căng thẳng lắm. Đó. Mấy pha này không làm lẹ là mất chim nha các bạn. Máu lắm rồi. Pha đó bay xa quá. Bay xa quá. Ngay đúng á. Mày. Dính con rồi. Dính con nha các bạn. Không thấy luôn á. Không kịp thấy luôn. Một con nữa nè các bạn. Trên kia mấy con nữa quất. Chạy nhanh á, chạy nhanh bắt mới kịp. Con đó sống á. Bốn ngày đầu sống gì nữa. Hả? Ngày đầu luôn. Nhưng mà nó sống. Nó chỉ bị khiên khiên thôi. Không, con này sống. Gửi đừng cho chụp cái nữa. Rồi, sống á, con này sống. Để về tập con kia. Á, à, rồi nó cắn tôi luôn trời. Nè các bạn. Con này để về cho anh Đằng tập con bé xa. Con này còn sống nè. Để về tập đi. Em thấy nó chụp lại em biết còn sống mà. Về mở coi nó bay nha ông nội. Vài bữa tuần nữa sẽ đây cua bảnh nè các bạn. Con này săn được chích với cò rồi nhiều lắm nha. Trên còn bầy luôn á Quốc. Trên á phía trước á. dính nha các bạn. Phải đua nó chụm xẻ nó lết luôn. Xẻ giờ nhát rồi phải đua. Giờ phải chạy xe nhanh các bạn. Một con nữa. Nay chăng nó bay sáo ha. Không bằng bữa ha. Sống không? Sống. Gỡ nhanh này chết uổng. Rồi chụp ngay cổ rồi. Sao thấy ngấp ngấp rồi? Cũng nghi lắm. Sống không?
còn sống nha các bạn. Con là anh còn sống nè anh Đăng, biết nó khỉ không, cất đi. Quay vòng luôn bắt được hụt rồi các bạn. Xui xui xui. Kêu rồi, kêu rồi. Máu rồi. Máu rồi. Pha đó mà xảy trời.